Ok, chào cả nhà, tiếp tục lên sóng thêm cho anh em một ít dòng hút bụi chạy pin thương hiệu Dyson vừa mình mới hoàn thiện được anh em nhé. Thì anh em nên sắm sửa để sử dụng cho vệ sinh đón Tết là vừa. Dòng này thì là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi anh em, số 1 về dòng hút bụi chạy pin. Mua được sản phẩm này dòng V6 các bạn nhé. Đấy, tất cả bên mình đã vệ sinh hoàn hảo, anh em về thì việc cắm điện và sử dụng thôi. Hết điện các bạn sạc pin vào. Tất cả pin mình đã thay mới các bạn nhé, chạy liên tục tầm 20 phút thoải mái cho anh em dọn ra phòng tầm 30-40 m². Trong bộ gồm một máy này, một ống này, một bàn chải và thêm hai đầu hút đa năng cộng với sạc từ 140-400 V cộng một cái kéo anh em vệ sinh nhé. Dòng này thì mình cũng đã lên video rất là nhiều rồi, chủ yếu là anh em nào có nhu cầu phân khúc tầm trung dưới 2 triệu thì anh em alo cho mình. Thì ngoài ra bên mình còn các dòng sản phẩm cao hơn là dòng V8 giá rộng tầm từ 2,6 triệu đến 2,8 triệu đến 3 triệu tùy theo phụ kiện các bạn nhé. Đấy, đây là dòng V6 và dòng ngon bổ rẻ trong phân khúc này. Sản phẩm thì mình bảo hành cho bạn là máy và pin 3 tháng các bạn nhé. Đấy, anh em nào cần thiết thì alo cho mình qua số điện thoại 0979665264, chọn bộ sản phẩm là 1,700,000 bao ship cho các bạn. Dòng này thì dùng rất là tiện lợi cho anh em vì nó sử dụng bằng pin, anh em có thể mang đi bất cứ chỗ nào đều được các bạn nhé. Đây, sản phẩm đẹp như này, motor bàn chải đây. Đấy, có một dòng bàn chải cước và một dòng là dòng bàn chải nhung, anh em nhìn này. Đấy, rồi. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Với cái motor này thì anh em sử dụng hút nó rất là tốt, nó tăng 5 lần khả năng các bạn dùng các loại cái motor các bạn nhé. Kết hợp với các đầu hút đa năng này thì anh em sử dụng để vệ sinh gia đình rất là tiện lợi luôn, nhà cửa, xe cộ, rồi là quán xá, gầm bàn, cầm chạm, tất cả các loại anh em nhé. Thì hôm nay mình đang khung mình hơi khung bản dài vì là cái gậy nó hơi dài anh em thông cảm. Ok, anh em cần thì alo cho mình 0979665264. Anh em nào mà ok thì chuyển khoản cọc, còn lại mình sẽ gửi trực tiếp đến tận nhà hoặc là theo xe khách. Vì cũng giáp Tết rồi, 28 là bên bưu điện không làm việc, thì anh em nào có nhu cầu thì báo mình sớm. Nếu mà gần loanh quanh thì có thể gửi xe trong ngày cho các bạn luôn anh em nhé. Ok, xin chào anh em ở những video sau.